cái nhà kia là mới. Tại vì cô đóng cửa, cô buôn bán này cô đâu có xài được, cô xài mấy tháng rồi mà cô nói những là cô không xăng dầu không à. Mà cô cứ nói là sao cô lúc đó cô có tiền làm những khác được thì cô phải ăn, phải uống cái vài ăn nước mềm. Bây giờ đó bên nhà muốn nước mềm phải đó ăn giờ, nhưng mà giờ mình xăng mình khác mình đâu có đầy được đó được.